Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm giảm các thủ tục, đảm bảo quyền lợi của người dân. Đề xuất này nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng. Dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm nay. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định với trường hợp người bệnh được xác định mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao sẽ được đến trực tiếp cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm y tế mức cao nhất. Theo danh mục bệnh hiểm nghèo, bao gồm 42 loại bệnh như ung thư, phẫu thuật động mạch vành, đột quỵ, mất tính lực, bệnh Parkinson, bại liệt. Dự thảo cũng đề xuất một số trường hợp dù đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bất kỳ đâu, nhưng nếu khám chữa bệnh ở trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm y tế huyện cũng hưởng 100% quyền lợi. Đây là điểm khích lệ người bệnh đến với các cơ sở y tế ban đầu.